Chào buổi sáng cuối tuần vui vẻ các bạn ơi. Hôm nay là Quang sẽ tập thể dục nha. Tập với chúng ta là có bạn Ngân nè. Bài tập ngày hôm nay của chúng ta là sẽ có 35 phút à. Bạn Ngân đang tập với chúng ta đoạn đầu, nhưng mà bạn này mệt rồi, cho nên là tập chút xíu là bạn đó trốn luôn. Thì Quang sẽ tiếp tục tua nhanh cái video này, sẽ còn lại khoảng chừng 30 giây thôi, thay vì là đúng ngoài đời là 35 phút. Và chúng ta có những cái bài tập cardio, tức là làm tăng nhịp tim thôi, nhưng mà những bài tập này nó cũng khá là mệt, nó giúp cho chúng ta đốt mỡ. Thì cái video này Quang sẽ duy trì trong vòng là 35 ngày, tức là hơn một tháng á. Tháng nào cũng tập. Thường thì các bạn cố gắng chỉ cần trong vòng là 20 ngày thôi, thì cái việc tập luyện này nó sẽ trở thành một cái thói quen, bạn sẽ không còn thấy nặng nề nữa. Chúc các bạn một ngày cuối tuần thật là vui nha. Rồi, kết thúc buổi tập. Bye bye.